Bánh xèo thì phải có bột, nhưng mà đập hai hộp vịt đánh ra cho đều, gọi sắc cô sắn làm nhân, gọi xào thịt với củ sắn cho chín, rồi chiên bánh xèo đổ bột cho được năm ba cái, đem lên cúng ông bà, chiên năm ba cái sao thì cha ơi bánh xèo đáng chín mà nóng. Đứa em gái nó mặn nước mắm rau rồi, cha ơi mà chớ dùng đi cho ngon miệng cha ơi.